nay mình tiếp tục đi đánh đó mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay là không có đi săn nhiều đếm nha. Hôm nay là đi quánh cá cóc mọi người. Không gậy cũng biết mọi người đại video nhưng mà đi móm hoài cho nên không có ra video được nha. Hôm nay mình sẽ đi cố gắng ra cái video hoặc là hấp dẫn cho mọi người xem nha. Này đi quánh cá cóc mọi người. Với anh Minh Chùa Vlog. Chào mọi người. Nay đánh cá cóc đánh chạy diễn nhan nha mọi người. Chạy diễn nhan. Rồi, đây là cần của mấy anh em mình. Cũng có đem theo mấy cái cần trong đây bự bự nè, để ngâm cá trà. Đây là mồi của hai anh em mình nha mọi người. Mồi này là mồi bán nha, cũng hơi hiếm à. Bán nước tài đó mọi người nè, để vớt luôn nè, dữ lắm nha. Thấy gì đó, vớt đó, nó vậy à. Đẹp nha mọi người. Mồi này thì mấy em cóc chứ mấy em sổ gặp là lết không mọi người, chứ nó không có đi nổi nha. Nó không biết không bơi nổi. Rồi, giờ ra cần quýnh thôi. Vì điểm quýnh ở đây là tầm pha nha. Còn anh em nào biết điểm thì lại đánh, còn không biết thì thôi nha. Ok, ra cần quýnh thôi. Đây, tép móc 3 con nha mọi người. 3 con móc hí hí vô mọi người. Đó. Câu lử C14 nha. 3 con tép là dứt được rồi. Đây, ra cần hí hí đi mọi người ơi. Dục hí hí ngoài sao đi. Đây nè. Hí hí đi. Có là nó quất hết trơn à. Hả? Khác nè. Gà hí hí đi mọi người. Có là nó quất hết. Câu này mọi người kỹ kỹ cây cần nha, canh canh nha. Có nó lại đẩy cái là không có đỡ được đâu nha. Bay cần đó. Thôi giờ gác cận đây đi ra thêm tiếp nha mọi người. Rồi, giờ ra cận cái đây. Cá nè mọi người, cá nè, dính nè. Dính nè, dính nè. Rồi, có thịt nha. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Đó, cá sủ. Trời ơi. Cá sủ mọi người. Đây, mới hôm qua nhắc em đó, hôm nay em nó xuất hiện. Nghi đầu tiên nha mọi người. Cậy có đỡ không? Chết bà không? Dính cái lưỡi. Ừ nó cắn quên nữa, tính thọt thiệt rồi. Cắn dây luôn mọi người. Thì con sủ đầu tiên nha. Dính nữa ta. Ủa? Trời ơi dính. Ủa? Dính. Ôi, tôi giỡn, tôi thấy nặng nặng. Dính con lươn, ông nội, con lịch, ông nội, ôi, ông nội. Trời ơi, nó nuốt lử luôn rồi, không phải diễn nghe. Tôi giỡn, tôi thấy bực bực rồi, tôi bấm máy quay. Nè, nó nuốt vô tới bụng nó luôn rồi nè. Nè, nó nuốt tới bụng nó luôn. Nè. Không phải diễn đâu. Tôi mới không phải rồi đó. Tôi mới giá ông cậu bà cậu câu dính cá chỗ này, câu dính lịch luôn. Trời ơi trời. Nè mọi người, nốt lưỡi vô tới đây luôn. Trời ơi. Nè tôi câu dính bằng cây cần mé đi can stick nha mọi người. Cần câu của nhà Asino. Trời ơi. Đây. Bó tay thiệt chứ. Đây đây. Đây tôi câu dính con lươn con lịch bằng cây cần câu Asino American Stick nè mọi người. Tôi cũng không hiểu làm sao tôi câu dính luôn nữa. Mời tép nghe. Ông nào muốn câu lịch thì liên hệ tôi dắt đi câu lịch. Nè, cây cần nè mọi người. Cắm gốc nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, trời tôi cũng không biết cái số này bữa nay nó còn sao nữa. Cuốn cây cần lên tính đi chỗ khác. Trời ơi, thiệt chứ. Bắt luôn nha mọi người, không tha luôn nha. Tại vì nó ăn mồi của tôi. Đây. Ê ê ê ê. Chính này, chính này. Dối. Dối quá. Cá gì ta ơi. Nè. Trời ơi mọi người. Chính này mọi người. Đây.
cóc đầu tiên mọi người. Sáng giờ mới thấy dính con đầu tiên. Nhỏ rồi mọi người. Á da, không sao không sao không sao. Đây. Á da, vậy nó ha. Cọc 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 cọc. Lắm nha. Dính. Ơi bự mọi người. Bự mọi người. Trọng nha. Trọng. Đây đây đây. Ôi cũng có thịt nghe, có thịt nghe. Lên. Đây. Có thịt nha mọi người. Đây. Đây. Con này vài trăm gram cái gì. Đây. Dính 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 sâu quá. Rồi, đậm nha mọi người. Có lý. Tiếp tục. Lắm. Có lý. Dính cá mà cái cần này mọi người, toay lắm mọi người. Đó, cá cóc mới bè. Phải lòng. Dính à. Dính. Dính không mọi người. Con này có thịt nè. Đó. Dính hai cây liên tiếp luôn. Hai cây liên tiếp luôn mọi người. Lội nó lọt chứ sao bắt. Quái chà đâu thiệt chứ. Cá lọt dưới đây rồi. Để hơi kiếm đường bắt nó mọi người. Dính luôn mọi người. Ơi con này bự nè. Rồi vô không vậy? Còn. Ủa cá sủ. Hài ơi hèn gì bực nãy giờ. Nãy giờ nó bực hoài mọi người. Tưởng đâu không dính hai mồi ai ngờ đâu. Vậy lầm được con cá sủ. Phải chữa thiệt nè. Hên nha. Cá sủ nha mọi người. Cần mình câu là cần Asino American Select nè mọi người. Cắm góc 1m98 nha. Quá im luôn nha mọi người. Cá sấu nè. Lẫm. Dính rồi mọi người. Cá này cũng được chứ không có bự. Sấu này cóc đây. Ơi sấu nữa. Vô bầy sấu rồi. mọi người. Lầm nha, sủ nha. Bự nhỏ. Sáng giờ có lý. Cá sủ. Đây nè mọi người. Nè. Lầm nữa nè. Con này có thịt nha. Chạy nặng nè. Đó. Phải. Cóc. Cóc. Cần câu American Stud lên cá cóc nha mọi người. Có lý. Vô rồi. Ôi, con này bự nè mọi người. Ôi, con này có thịt nè. Mấy con cá này nhỏ mà nó khỏe lắm.
chạy cắm cắm nè. Ui có lý mọi người, có lý nha, lắm. Ở đây mình không dám nói lớn, không biết sao mọi người, tại vì mấy con chó mình nói lớn cái nó sủa dữ lắm mọi người. Giờ bỏ con cá vô quýnh tết luôn nè. Con cá ăn con này không biết còn không mọi người. Dính ôi bự rồi, bự rồi bự mọi người. Chạy lên chạy lên cá, chạy lên. Trời ơi tưởng bự dữ. Đây nè mọi người, được chứ không bự lắm nha, nó ăn không hay luôn á. Đây nè mọi người, cũng có lý nha, đầu mùa thì cóc nó gì không mà chứ không bự hơn nha mọi người. Vì là mừng lắm rồi, lắm mọi người ơi. Tiếp tục, cá này cũng không bự lắm thôi, cũng được. Cọc lay gai mọi người, không bự mà dính lay gai. Dính thôi rồi, còn này bự thôi. Trời ơi giục luôn mọi người ơi, trời ơi nó ăn con này bự à, con này sảy là bự đó mọi người, cá sảy là cá bự nha. Thôi dính con cũng được, thôi dính lại, dính rồi còn. Trời ơi dở thử cái coi, còn thấy không, nó còn bự rồi. Mấy cái này cá bự nó ăn, con nó trọng á, cá nó bự á, cá ký á ít đâu. Lên hàng khủng rồi. Ê ấy cái cầm mình nó không có ra còn không. Trời ơi, cái lưỡi nhỏ đây. Để tôi. Từ từ, đợi xíu. Tính lấy cái giọng. Từ từ nha ông Minh, đừng gấp nha ông Minh. Từ nha. Cứu hộ nha. Cứu hộ cứu nạn nha. Thầy ơi. Nãy giờ không dính, nhưng nãy dính con mới lớn vậy nè. Thế mình xảy nãy giờ hai con bự rồi chứ, em dính con bự lại. Nè mọi người. Ơi. Cá cóc. Cóc. Ơi. Chạy. Trời cá sủ nữa ông nội ơi. Cái số tôi là cái số bắt sủ. Sủ nhi. Chứ sáng giờ sủ nhi hay nhiều mọi người, dính mớ sủ nhi rồi đó, cũng được sủ nha mọi người. Dính mọi người dính tuần này mình ơi, phải không? Dính ơi, con này nặng nè, cũng được. Đây mọi người, mình chùa đóng phát quá trời. Con chùa tưởng dính cần kia. Đây. Lụm nha mọi người. Cóc. Ai gọi đó, nếu là họ cho xem tay. Ây da. Dính sâu dữ ta. Thế á con. Rồi. Mình cá ăn ở đây nè mọi người. Biết còn. Ôi, dính rồi. Giỏi. Trời ơi, cái cần quần què nè trời. Nãy lấy dẹp cái cần này thiệt chứ mọi người. Nãy giờ không biết mấy cái rồi đó. Nghe. Dính rồi mọi người. Trời.
Trời ơi, nhỏ chứ không bự. Đó. Ơi, mini chạy phơi, cần này chạy phơi. Cỡ này cần này chạy đã mọi người. Đây. Cầm trước đi. Cây lên dính cá hàng. Học rồi mọi người. Dính dây. Thôi giờ nay anh em về sớm nha, thì thành quả là sáng giờ đây, sáng cá nó không ăn mọi người, nó ăn tầm 2 tiếng đồng hồ không, 2 tiếng ngoài bao nhiêu đây nè mọi người, chưa. Ừ nè, anh Minh là dính được con bự nè mọi người, với mớ cá nhỏ, còn mình là mình lại quấn nguyên bị cá nhỏ mọi người, với cá sấu còn tép dư đây nè, tép dư nhiều lắm, nay đem về gan mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Mình sẽ đi săn nữa nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.